Sau đây là những thông tin mới nhất mà VTC14 vừa cập nhật từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về diễn biến tại khu vực giàn khoan 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của nước ta. Theo Cục Kiểm ngư thì ngày hôm nay Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn là hơn 120 tàu, bao gồm tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá và một tàu chiến nhằm bảo vệ giàn khoan. Những ngày trước thì máy bay trinh sát và trực thăng thường xuyên bay gần và tiếp cận với tàu của ta. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lực lượng kiểm ngư không phát hiện bất kỳ sự xuất hiện nào của máy bay Trung Quốc, cũng không có sự va chạm tấn công nào từ phía tàu Trung Quốc đối với lực lượng Việt Nam trong ngày hôm nay. Vâng, ngày 3 tháng 5 năm 2014, một ngày sau khi lực lượng chấp pháp Việt Nam phát hiện giàn khoan 981 đang hạ đặt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, Cục Hải sự Trung Quốc đã ra thông báo thừa nhận hành vi này và cho biết giàn khoan này sẽ hoạt động cho đến ngày 15 tháng 8 để thăm dò khai thác dầu khí. Bất chấp sự ngăn chặn quyết liệt của lực lượng chấp pháp Việt Nam cùng những động thái lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nhưng Trung Quốc vẫn ngang ngược, không chịu rút giàn khoan này và vẫn duy trì một lực lượng tàu thuyền lớn xung quanh nó. Điều khiến dư luận đặt câu hỏi là tại sao Trung Quốc lại bất chấp tất cả như vậy chỉ để khoan thăm dò dầu khí trong vài tháng? Liệu khu vực này có trữ lượng dầu mỏ lớn đến mức vì lợi ích kinh tế mà Trung Quốc tiếp tục bôi xấu hình ảnh quốc gia, hay đó là dã tâm muốn biến Biển Đông thành ao nhà của mình? Tròn 2 năm về trước, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc chính thức hạ đặt giàn khoan 981 trị giá gần 1 tỷ đô la. Giàn khoan được mệnh danh là hàng không mẫu hạm dầu mỏ này được kỳ vọng sẽ là vũ khí chiến lược giúp Trung Quốc chiến thắng trong cuộc chiến thăm dò, khai thác dầu khí tại những vùng biển sâu nhất. Theo ước tính của Trung Quốc, toàn khu vực Biển Đông đang tiềm ẩn khoảng 125 tỷ thùng dầu và 500 tỷ mét khối khí tự nhiên. Nếu khai thác được, sẽ giúp Trung Quốc thỏa mãn cơn khát năng lượng trong vòng vài chục năm tới. Tuy nhiên, điều lạ là thay vì thăm dò ở khu vực gần bờ, nhiều tiềm năng, Trung Quốc lại cất công kéo giàn khoan khổng lồ này đi một quãng đường vài trăm km, ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ để khoan vài mũi thăm dò. Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ, EIA, khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là nơi có tiềm năng dầu mỏ rất ít. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với những thông tin, số liệu mà ngành dầu khí Việt Nam đã thu thập được sau hơn 40 năm tìm kiếm, thăm dò. Nhưng thực chất chúng tôi không lạc quan như vậy. Tại khu vực mà Trung Quốc đang khoan, lần trước tôi đã nói, đã có một số nghiên cứu, một số khảo sát của Petro Việt Nam ở khu vực này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có khoan ở khu vực này nên chưa thể kết luận rằng đây có khu vực có hiện hữu nguồn dầu khí hay không. Tuy vậy, thì đây là vẫn là khu vực có thể có khả năng tồn tại dầu khí. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá triển vọng ở đây là không lớn. Là người đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, anh hùng lao động, tiến sĩ Ngô Thường San cũng cho rằng tiềm năng ở lô 142, 143 không quá lớn, hiệu quả kinh tế chưa cao. Thậm chí, nếu có giả sử khu vực trên có dầu đi chăng nữa, thì Trung Quốc cũng rất khó có thể tiến hành khai thác thuận lợi. Cái vùng này nước sâu, chính là cái nước sâu đó làm chúng tôi rất cân nhắc về đầu tư. Bình quân đấy là 1.800, có nghĩa dao động từ 1.500 đến 2.500 mét. Thứ hai là thời tiết, hải văn ở đây của Biển Đông rất khắc nghiệt. Và đồng thời cường độ dòng chảy gió mùa Đông Bắc. Khi mà chạy đến cái khu vực anh biết là sát với miền Trung, ở đó có một cái thềm, cái sườn rất là dốc. Và tất cả dòng chảy đều nó tăng tốc độ ở đó cả. Mà dòng chảy đó là dòng chảy phân tầng, có nghĩa tốc độ ở trên mặt và dưới đáy khác nhau. Nó rất là khó để hoạt động. Tại những vùng biển sâu như ở Hoàng Sa, giàn khoan 981 của Trung Quốc chỉ có hai giải pháp để giữ cố định. Thứ nhất là dùng các dây xích để neo xuống đáy biển. Tuy nhiên, đáy biển ở Hoàng Sa chỉ là bùn nhão hoặc san hô rất cứng nên không thực hiện được. Thứ hai là dùng hệ thống chân vịt xác định tọa độ bằng vệ tinh. Hệ thống này dù hiện đại nhưng cũng chỉ hiệu quả khi thời tiết tốt. Trong trường hợp gặp bão to, gió lớn thì vẫn sẽ bị dao động trong phạm vi 6 mét. Dao động này rất dễ khiến cho ống khoan dầu bị gãy.
Do đó, theo tiến sĩ Ngô Thường San, giàn khoan này dù khổng lồ, song chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong vài tháng trời yên bể lặng. Còn khi vào mùa mưa bão thì lại phải rút về căn cứ. Đó dường như cũng là lý do Trung Quốc tuyên bố chỉ thăm dò đến 15 tháng 8. Tôi nói rằng là con nhà giàu thì anh có thể anh khoan được. Nhưng khoan đó là để gọi là để chiếm chỗ, để biến cái vùng không tranh chấp, cái vùng lãnh thổ của Việt Nam trở thành vùng tranh chấp. Thế thôi à. Nghiêm trọng hơn, trong ngày hạ thủy giàn khoan 981, Trung Quốc đã từng hùng hồn mô tả đây sẽ là biên giới di động, là lãnh thổ di động trên biển. Điều này cho thấy sự hiếu chiến của Trung Quốc trong vấn đề lãnh thổ trên Biển Đông sẽ còn tiếp diễn. Dầu mỏ là loại năng lượng hữu ích nhưng không thể tái tạo được. Nghĩa là càng tham lam khai thác thì càng nhanh chóng cạn kiệt. Một quốc gia muốn vươn lên thành siêu cường cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, bởi càng tỏ ra hung hăng, bạo ngược thì càng bị thế giới lên án và xa lánh.